thấy hết hai xe không? Rồi thì nhiều anh em mình chia sẻ cái chi phí mà bảo trì một lần hai con ô tô thì nó sẽ tốn như thế nào. Thì cái con bán tải là cái con mình đi nhiều nhất ha, mình đi nhiều nhất. Thì đây là cái bill vừa rồi. Ủa, à đây, cái bill vừa rồi cho 37.000 cây số là 18 triệu, là gồm bảo dưỡng là thay nhớt, lọc dầu, rồi vệ sinh kim phun, rồi kiểm tra bố thắng, rồi nhớt hộp số, rồi tùm lum mà la, thì 18 triệu. Còn con quay đây, còn con bên đúp này thì bảo dưỡng là nó có chơi gửi mình điện tử nha anh em. Bên đúp là để mình gửi cho anh em. Thì sao á, mình mới có hai con à, mình chuẩn bị lấy một con 7 chỗ nữa mà mình mới có hai con mình đã thấy mệt rồi. Có nghĩa là chuẩn bị tháng 6 là đăng kiểm hai chiếc luôn nè. 2 năm là chuẩn bị tháng 6 đăng kiểm hai chiếc là thấy quải rồi đó, đi đăng kiểm mà thấy mệt rồi. Mà có nhiều người mà người ta 5-6 con là thấy mệt luôn á trời. Mua thì dễ lắm anh em. Mua thì là cực kỳ đơn giản, nhưng mà nuôi mới khó, rồi chỗ để xe tùm lum mới khó nè, chia sẻ cho anh em. Đây 30.000 cây là mấy cái lần trước là 5 triệu 10 triệu là không tính nha anh em. Con Ben Đúp này 30.000 cây cũng 18 triệu luôn. Con này 30.000 cây cũng 18 triệu. Bây giờ mới thắc mắc nha, tại sao Ben Đúp mà bảo trì ngang Mitsubishi trời. Thì 30.000 cây nó gồm làm những gì? Thì thay nhớt nè, kiểm tra xe nè, công thay bố thắng nè, thay lọc gió máy lạnh, thay lọc gió động cơ, dầu động cơ, lỗi lọc bôi trơn động cơ, nước rửa kính, chế phẩm làm sạch buồng đốt, lọc gió máy lạnh, lọc gió động cơ, cảm biến. Bên đúp này nó hay có mấy con cảm biến. Cảm biến báo mòn má phanh, mở bôi trơn lưng má phanh, đĩa dung dịch, vệ sinh thắng. Tổng cộng 18 triệu. Ủa tại sao? Rửa xà bông luôn. Đó thì đây cũng chia sẻ anh em. Mua thì nó dễ lắm nha anh em. Như con này thì hồi đó mình mua là mình mua lại. Con này hồi trước 2 năm trước đó là chủ xe là người ta mua mới, người ta mua 1.8 tỷ biển nhập. Mình mua lại 1.1 tỷ, thì mua thì nó dễ. 1 tỷ mấy ai cũng có cũng có thể mua dễ dàng rồi. Nhưng mà cái chi phí nuôi nó mới mệt. Là thứ nhất đó là phải đi gọi là đăng kiểm nè, chuẩn bị mình đi đăng kiểm, tại con này hết đăng kiểm 2 năm rồi anh em. Là con này cũng đăng kiểm tháng 6 này đăng kiểm luôn. Thì con này là con này 2022, con này 2021. Thì con này là chuẩn bị hết đăng kiểm nè, con kia là 2 năm hết đăng kiểm, con kia là bán tải. Thì nuôi mới mệt, thứ nhất là chỗ để xe nè, thứ hai là đổ xăng, đổ dầu nè, rồi thứ ba là máy xe hơi cực kỳ dễ chạy xước luôn. Con này mình mới dặm sơ sơ lại là hết 7 triệu rưỡi, còn cái bill 7 triệu rưỡi nữa, dặm sơ thôi anh em, có nghĩa nó chạy xước anh em khó chịu. Còn con này mình mới dặm sơ qua nó chỉ xước thôi, nhưng mà mình thấy khó chịu là hết 2 triệu rưỡi, thì là bên đây thôi. Đó thì nó cực kỳ tốn kém. Với lại anh em cảm thấy ít đi đừng có mua. Như mình mua là mình sai lầm, có nghĩa mình thích mình mua thôi, thì mình mua là sai lầm á. Mình mua con này bỏ không 4 tháng chưa chạy nè. Con này, con màu đỏ này 4 tháng chưa chạy. Còn đa số mình đi con này không à, tại vì chưa có nhu cầu để chạy luôn. Lâu lâu mới đi cà phê, lâu lâu mới đi cà phê, mới đi dạo phố, cho nên là mình không có sử dụng nhiều. Còn đa số sử dụng con này nhiều là bởi vì quay qua đây nè, đa số mình sử dụng con này nhiều là bởi vì là mình chở xe, mình phục vụ công việc, rồi thành ra là mình đi luôn, mình không có chạy nhiều, mình không có chạy con kia nhiều. Thì cái con này á, mình vô hãng để cho anh em biết là bảo trì nó mắc như vậy, nó như vậy vậy. Nhưng mà coi nếu con này mình mà xịt ướt áo luôn, nếu con này mà mình ra ngoài mình bảo trì thì cũng không bao nhiêu luôn nè. Ra ngoài bảo trì thì nó rẻ, tại con này mình mới vệ sinh kim phun buồng đốt rồi mình làm hết luôn, mình làm hết là để có clip để quay cho anh em coi. Cuối cùng hai con bảo trì bằng nhau luôn, xe Nhật mà bảo trì bằng xe Đức.
cái hãng này là cái hãng mic này nè anh em vô hãng là người ta cực kỳ ngáo giá luôn, chia sẻ cho anh em. Có khi anh em vô nó bắt anh em làm đủ thứ hết á. Mình làm cái bill này là để cho anh em coi là hả, hãng Mitsubishi xe Đức mà xe Nhật mà bảo trì ngang xe Đức. Có nghĩa đó, con này cũng là cũng ba mấy ngàn, mình bảo trì cũng có mười mấy triệu. Còn con này cũng ba mấy ngàn, ba bảy ngàn, mình bảo trì cũng mười mấy triệu, 18 triệu ngang nhau hết. Là cho anh em biết là khi anh em vô hãng là nó rất là cao, chi phí rất là cao. Con này vẫn vô hãng luôn mà chi phí thấp hơn, chi phí bằng. Là vô á, nó bắt anh em làm nhiều thứ lắm anh em, nhiều thứ mà anh em chưa cần làm là bắt anh em làm hết. Cho nên anh em phải suy nghĩ trước, cái này là mình làm để mình quay clip cho anh em, để anh em rút kinh nghiệm. Cho anh em nói anh em cái gì phải cần làm là làm. Giống như cái bill này đây, cái bill này vệ sinh cổ hút ống xả 37.000 cây chưa cần làm, nhưng mà nó cũng làm luôn, 1.800.000. Nhớt hộp số tự động là chưa tới lúc thay, nhưng mà người ta vẫn bắt thay luôn, là chưa tới lúc thay là 4.000.000 là nó ghi vô thay luôn. Nhưng mà mình làm luôn để quay clip cho anh em. Công bảo dưỡng thì nó bằng BMW luôn nha anh em. Công bảo dưỡng vẫn là 400.000 một giờ, 4 giờ là hết 1.600.000. Là không những là bên mít á, người ta tính công bảo dưỡng, người ta còn tính công khác anh em. Mấy cái kiểm tra đồ á, người ta tính công riêng nha anh em nha. Vệ sinh máy lạnh rồi nè, nói chung là tổng cộng là bằng bên đúp luôn, 18.000.000. Để coi coi, công bảo dưỡng đã tính rồi, công bảo dưỡng vẫn tính luôn rồi. Mấy cái kiểm tra này người ta tính tiếp luôn đó, mấy cái tính thêm mấy chục mấy trăm nè. Nói chung là khi anh em chơi Mitsubishi là mình khuyên anh em là kiếm một cái gara nào uy tín á, tới đúng cây số thì mình thay, tới đúng cây số thì mình thay, còn chưa đúng cây số là anh em đừng có nên vô hãng nha. Vô hãng là sẽ bị vẽ, cái này là mình cố tình để bị vẽ để mình quay clip cho anh em coi là để như thế nào. Chứ anh em nghĩ 37.000 cây thì có cần, chưa có cần là thay nhớt hộp số tự động, đúng không anh em? Thường thường nhớt hộp số tự động này mình nhớ là 80.000 đến 100.000 cây ở xe máy dầu mới cần thay, mà vô đây 37.000 cây là kêu thay rồi. Những cái thứ đó, những thứ rồi dầu trợ lực cũng chưa cần thay. Nói chung nhiều thứ lắm anh em, chưa cần thay nhưng mà điền vô luôn thay luôn. Mới 37.000 cây đây, cho anh em coi rõ là 37.000 cây, 37.000 nè, tổng 18.000.000 nè. Cái này là bảo dưỡng nha, không có sửa gì nha anh em nha, không có sửa gì nha đó. À, nếu mà mình tại vì lọc gió điều hòa với lại lọc động cơ là ở nhà mình mua cho mấy chiếc này mình mua hết rồi, là mình gắn vô được. Nếu mà mình thay luôn cái đó là tổng là 19.000.000 luôn. Là mắc hơn con BMW luôn. Cái này là một cái clip để chia sẻ cho anh em, khi mà anh em chơi Mitsubishi á thì anh em kiếm một cái gara nào uy tín anh em thay, còn vô mà là sẽ bị dễ như mình là mệt lắm đó. Thì đương nhiên thì cái này không ảnh hưởng gì tới xe hết, nó chỉ là tốn tiền anh em thôi chứ không có gì nha. Ví dụ như nhớt anh em 10.000 cây mới cần thay mà 4.000 cây anh em thay thì nó tốn tiền anh em thôi, còn nó thay, nói chung là anh em thay trước thì nó không bị gì hết, nhưng mà nó không có tốn tiền. Nó kiểu là mình tâm sự anh em là nó sẽ phí, có những thứ mà nó chưa tới kỳ thay mà thay rỡ phí, thì đương nhiên thay rồi xe mình sẽ tốt hơn thôi, nhưng mà nó phí tiền anh em đó. Đó là những gì mình chia sẻ cho anh em. Còn mà xăng dầu mấy con này thì nó cũng không ăn nhiều đâu anh em. Anh em nói BMW ăn xăng chứ mình đi cũng mười mấy cây lít anh em. Con này là 7 lít cho 100 cây, 7-8 lít cho 100 cây. Con này là 6 lít 7 cho 100 cây. Không hao gì lão lắm anh em. BMW mà đời cũ thì nó mới hao, còn cái đời mà từ 2020, 21, 23 đồ là nó ít hao lắm. Nói chung là không có hư hỏng gì nhiều, không hư hỏng cũng không hư hao. Còn con mít này thì siêu bền rồi, không hư hỏng, hư hao. Chỉ có là mình chia sẻ anh em là vô hãng là dễ anh em tới công chuyện luôn đó. Những thứ là chưa cần thay là mới 37.000 cây mà đã bắt thay. Những thứ là phải 80.000, 100.000 mới cần thay, mà 37.000 thay rồi thì thay mới thì xe nó tốt thôi. Còn anh em thay vậy thì nó sót tiền đó. Còn mình là mình cố tình mình quay clip để cho về chia sẻ cho anh em đó. Rồi ok anh em,
Rượu ráy là ở nhà mình tự làm nha anh em nha.